Hello, xin chào anh em. Mình đang có mặt tại Cam Ranh và đang đứng trên một tàu ghé giã cào dài tầm hơn 24 mét. Chủ tàu cũng là người Cam Ranh Khánh Hòa luôn. Đây là mẫu tàu giã cào của Phọt miền Nam. Thì bữa nay rất là may mắn là mình không phải đi đâu xa, ở ngay tại Cam Ranh mình cũng có thể quay được tàu cá giã cào ở cái vùng Kiên Giang Vũng Tàu nha anh em. Đây dân Cam Ranh nhưng mà vẫn xài mẫu tàu của trong miền Nam ha. Ghe dài tầm 24 mét, rộng 7,2 m. Phần dài mũi của tàu cá giã cào là lưới neo Q36. Một cái đoạn đầu của cái sợi dây neo là có ông sợi dây xích theo, ông sợi dây xích theo tầm mấy sải neo. Cái miệng lưới giã nè anh em. Nhìn cái cấu trúc của nó dở sợ. Quá hoành tráng cho một chiếc ghe giã cào ha anh em. Mình sẽ đi một vòng để quay thì mấy tàu cá giã cào cho anh em xem. Ở ngay tại Cam Ranh nhưng mà mình quay được tàu cá giã cào của mẫu giã cào ở trong miền Tây luôn, rất là đẹp. Bảo Yến 1. Nắng quá nắng. Ở trong phòng cabin của máy thuyền trưởng. Không quan tâm tới cái phòng bồng lái cho lắm. Mình quan tâm nhất là phần tàu với là cái phần máy tàu. Trong kia có một cây lưu đựng gì kia không đó, đựng gạo nè trời. Dạ sợ tàu cá giả cào rồi nè. Chào anh. Mấy anh em trên ghe đang nấu ăn. Mấy con ghe luôn trời. Bốn con. Bốn con. Tiếp anh. Đến 6 giờ của Mitsubishi. Mình không ơi. Không thấy mày với cái với nào mày không? Dạ em chủ yếu quay lưới rút là chính. Dạ em quay lưới rút là chính. Đây cổ máy của Mitsubishi S6R. Cái này bao nhiêu mã lực vậy anh? Ngàn mã lực. Dỡ sợ cổ máy không anh em. Tàu cá dài tầm 24 mét, sử dụng động cơ S6R 1000 mã lực. Cô cái ống cục bô anh ông lên nghe chỗ này nè. Đấy. Cái bô của nó ép tiếng cái bô luôn. Dỡ sờ cái ống bô. Đây anh em. Đấy, động cơ Mitsubishi S6R. Quá xịn sò luôn anh em ơi. 1000 mã lực nha anh em. S6R 1000 mã lực. Đây cái ông bô của máy nè anh em. Dỡ sợ ông bô. Còn cái ống tục bô đây cũng không có thua kém gì cái ống bô luôn.
động cơ S6R 1000 mã lực. Ba cái bồn lọc nhớt luôn. Hồi sau cái máy anh đang nổ kia là cái máy ấy, cái máy phát điện. Còn cái máy chính này chắc nó nổ lên giống bơm nổ lắm đó. Đang nổ máy phát điện cho anh em ở trên ghe tách sáng và nấu ăn. Xung quanh bồn dầu trơm hết nè. Ơi, còn ngắm thêm về cái cổ máy S6R của Mitsubishi nha anh em. Máy co máy inox hết. Máy co ống nước. Phần ghe của máy nè. Ghe của máy thiết kế ngay đây ha. Thiết kế cao, máy cao vòng vòng luôn. 6 con heo dầu đây anh em. 6 con heo dầu đi uổng uổng trăm trăm vòng 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 vòng. Bắt đầu bơm vô 6 cái lốc máy. Ống bô lấy gió từ cục bô đây. Cái bầu nước ngọt của dòng S6R dở sợ trời. Bầu nước ngọt của dòng Yame xíu anh em. Ơi ông phố nội ơi, ghe ghe này chắc xài cái láp 140. Dỡ sợ cái láp anh em. Này 100, láp này chắc 145 thôi. Tập số gì đây mình không rõ, nhưng mà nhìn nó gọn băng à. Tập số lẹo quá. Này chắc là hộp số thử theo máy luôn. Hộp số gọn gọn này chắc hộp số tỷ mà không rõ là hộp số của hãng nào. Nhìn cổ máy nằm như một giai nhân rất đẹp. Về nóng nực quá, nóng rồi. Chung vô đây là chịu dơ hết bộ đồ. Bộ đồ từng chịu. Sau này có cái máy bón chạy điện này. Nổ ồn mèo quá. Đánh điều chiến xuống đây luôn. Dơ bộ đồ. S6R 1000 mã lực. Đây thông số đây anh em. Xuống tại thông số luôn. S6
6R2 motor E 750 kW, lấy số kilowatt mình nhân lên là nó sẽ ra cái số mẻ lực nha anh em. Đây, quay lại thông số một lần nữa cho anh em xem. Kim ngưỡng động cơ S6R2 motor AS 750 kW của Mitsubishi. Bọc nhớt nữa. Quá đẹp cho một cuộc tình. Chiếc tàu giả này trang bị một trái tim quá đẹp. Quá dễ sợ cho một bộ máy anh em. Máy móc ghen, lửa nó rồi này. Còn mở tăng mà. Này một tờ. Một tờ tháo bỏ cái tích luôn. Còn hộp số là số ngồi đó là sơn lại che mất thông số hết. Còn nước ngọt của không có gì vui bằng là những cái cảnh mà tự sướng bên các cái máy ha. Có rất nhiều người thì tự sướng là những cái cảnh đẹp, nhưng mà mình thích tự sướng bên những cái cổ máy. Một trái tim quá hùng hậu luôn, một trái tim quá lạnh lùng, nằm im không nói gì hết, trái tim không lời anh em. Quá đẹp cho một cỗ máy anh em ơi. Quá đẹp, quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Một bộ máy quá hùng hậu. Dạ, máy quay ra hai tàu à. Ông bồ tàu dở sợ ông bồ. Bố về đi biển á anh. Dạ vâng. Đấy, phía bên trên sạp của anh thuyền trưởng nè. Trời ơi, có gắn máy lạnh luôn. Dở sợ chưa? Dở sợ quá anh em ơi. Này là gì? Thiết bị giám sát hành trình. Một con tàu 24 m với một cỗ máy, một trái tim hùng hậu S6R2 GTE. Quá đẹp. Không còn gì phải chơi phải bàn rồi nữa ha nè. Tủ lạnh mini. Sử dụng đơn giản, có cái bộ đèn nhỏ vậy. Máy đi máy này ghê to, nhưng máy làm ngờ lòng lắm. Bản táp lô đồng hồ của máy chính đơn giản quá. Dòng cái xô thiết kế bản đồng hồ quá đơn giản luôn. Đây, đứng ở trong nhìn ra ôi không. Quá đã.
Đấy, máy dễ, máy anh sử dụng lái trợ lực nhưng mà nó thích cái vô lăng bự này nè. Tao không thích cho quay mấy cái vô lăng nhỏ. Thuyền trưởng nghe nhạc dữ trời, trang bị cái lua kẹo kéo dữ dằn luôn. Đây mình đang đứng trên chiếc giẻ lui. Chiếc giẻ lui của một cặp giẻ cào, một chiếc 24m5. Chiếc bên này 24m5 nè anh em. Còn chiếc bên này là chiếc 19m7. Cả hai chiếc đều sử dụng động cơ 1000 mã lực hết. Đây anh em, mình đang đứng trên phía dai mũi của cặp giẻ cào của anh em Khánh Hòa Cam Ranh. Đấy, coi mấy cái neo nọc của mấy ổng này. Neo này chắc tè rử, ông sợi dây xích theo hết. Ông theo máy sải của dây xích. Thiết kế dàn dai của ghe giả cào nè nè. Đấy. Ở Cam Ranh mình vẫn tìm ra được mẫu giả cào của anh em miền trong ha. Ghê đẹp không? Phái nhất là chiếc ghê rồi, trang bị một cái cổ máy hoành tráng lắm. S6R 1000 mã lực. Mình đi một vòng quay quanh tàu cá giả cào cho anh em xem. Này Bảo Yến 2, này Bảo Yến 1. Dở sợ anh em. Đây mình đi vô trong để tham quan cái phèn máy của cổ máy S6R. Bên này không có nổ máy điện cho nên nó sẽ sẽ hơi tối hơn nha. Chờ xíu mình lấy cái ba lô ra. Đi mang cả một ba lô đồ ngờ nó mới đầy đủ để phục vụ cho anh em quay anh em xem. Đây, mình có hỏi ảnh thì ảnh nói là chiếc 24m7 là ảnh sử dụng S6R 1000 mã lực. Mình cũng đã quay cái 1000 mã lực cho anh em xem rồi. Và ảnh nói cái bên này cũng 1000 mã lực luôn. Thì mình qua mình kiểm chứng thử bộ phận dàn ghe nè anh em. Thấy cái nút stop này, thấy nút stop anh em. Dàn ghe, dàn dầu, hai cái bồn lọc dầu, hai cái trái lọc dầu xíu anh em ơi, hai ba cái bồn bơm nhớt này, cái bộ phận đồng hồ báo nhớt nè. Hai chiếc 1000 mã lực luôn, chủ tàu quá giàu rồi anh em. Này là cái bơm dầu phụ, khi mà dầu nó bị bọt, nó bị bọng rồi anh em, hoặc là chúng ta xúc rửa bình dầu á, thì khi chúng ta vô dầu mới chúng ta bơm dầu phụ lên. Đấy, mấy cái co đi hoàng quèo ngàn nghèo. Chủ tàu quá dầu luôn, sử dụng máy xịn không à. Rất là kỹ ha, mấy cái bơm nước máy là có cái đo ống nước màu rồi khóa lại hết. Này chi tiết phụ nhưng mà sẵn tiện quay cho anh em xem luôn. Chủ tàu còn trẻ măng à. Dầu dở sợ dầu luôn. Trong khô máy thì nhìn đen đen nhưng mà chủ tàu này chắc cũng kỹ nè. Sạch trơn à. Cổ máy S6R. Bên này dây điện chằng chéo dùng dằn quá. Ở đây có sợi dây curua gì dở sợ sợi dây curua trời. Sợi dây curua cảo. À, anh xài kéo dây cua rô chiền.
lên trên ấy, sợi dây cua rô này nè, sợi dây cua rô mà dài mấy sải luôn đó. Động cơ S6R2 GTE. Máy thủy anh em thấy máy là phái lắm, hai máy sử dụng hai hộp số giống nhau. Bên kia là ấy, bên này bắt đầu mình thấy cái hộp số rồi nè. Mở tua 6 HTC 400E, HTC 400E mở tua 6. Thông số của riêng của hộp số HTC 400E. Đây đây ký hiệu của cái hãng hộp số này, không biết của hãng nào đây. Khi nào có cơ hội tiếp xúc nhiều là mình sẽ trả lời anh em. Này bây giờ mình chỉ tham khảo ha. HTC 400E ở dòng tua mở tua 6. Cổ máy S6R. Mình đi tận nơi tìm tận mạc và kiểm chứng cho toàn cái máy cho anh em xem. Máy bên này có vẻ như bụi trần hơn cái kia. Đây S6R2. Nghĩ cái ánh điện nó rõ cái máy quay nó khỏi bị ché. S6R2 BTE. Đó, chung xuống phan máy cho nên là nó hơi khó một xíu nha anh em. S6R2 BTE 635 kW. Chiếc này cũng S6R2 nhưng mà cái này nó nhỏ hơn con kia 120 mã lực. Con kia là 750 kW, nó nhỏ hơn con kia tới 115 kW, con kia 750 kW. Nó từ số kilowatt là mình đổi ra thành số của ngựa nha anh em. 1 mấy đó. Đấy. Hai cỗ máy y chang. Nhưng con này là nhỏ hơn con kia là 115 kW. Dỡ sợ cỗ máy chưa. Con tàu này nó nhỏ mà bắt buộc phải sử dụng cái động cơ nó nhỏ hơn rồi. Nhìn cái máy nó thấp hơn cái máy bên kia. Nói chung bô bọng còn tục bô y chang nhau à. Biết ở trong phòng đầu nòng rồi này kia chứ còn. Nhìn nó y chang hết nhưng mà cái bên này nhỏ hơn cái bên kia 115 kW. Quan sát lại cổ máy một lần nữa nha anh em. Rất đẹp, mơ người luôn anh em. Nó ra phòng bô, phòng tục bô cũng y chang nhau hết. Ok, bây giờ hành trình của mình sẽ tiếp tục thôi. Tìm quay những con tàu khác vô cùng hấp dẫn cho anh em xem. Đây là ok, đây là bình à. Phơi đồ nhiều quá. Đây là bình đang ở tại hầm máy của cặp ghe giã cào, một chiếc 25, một chiếc 24 m rưỡi và một chiếc 19 m 7. Đây
thực chứng anh em để quay về những cái cỗ máy, những con tàu cho anh em xem. Xin chào và tạm biệt anh em nhé. Bây giờ mình sẽ đi những cái con tàu khác để quay cho anh em xem. Hẹn anh em ở clip tiếp theo nha.